chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Điện Lưới Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Phú Quốc các bạn. Thì hiện tại thì nơi đây là ga An Thới, một cái ga nổi tiếng của đảo Phú Quốc. Thì hôm nay mình có chuyến đi cùng đoàn và gia đình đi ga bốn đảo để mà ngắm biển, câu cá và ngắm san hô nha các bạn. Thì hiện tại cái đoàn mình đang trên đường ra bến tàu để mà xuống ga nhỏ mình ra tàu nha các bạn. Đó, đây là cái khúc mà mình đang đi dưới cái đường vô cái tàu nè. Đó, thì tới đây thì sẽ có một chiếc xuồng nhỏ như thế này để rước cái đoàn mình. Mà tại cái xuồng hơi nhỏ nên mỗi lần rước chỉ được khoảng 5 đến 10 người các bạn. Thì sẽ chia làm hai chuyến. Và đây là cái biển, bãi biển ở Phú Quốc, nó nhìn rất đẹp luôn các bạn. Đây là chiếc xuồng nhỏ nha. Rồi thì các bạn ơi, hiện tại mình đang ở dưới cái chiếc xuồng nhỏ này các bạn. Thì mình á, thì mình trên miền Tây các bạn, thì đi xuồng nhỏ này mình cũng đi nhiều rồi, nhưng mà đi xuồng nhỏ bằng xuồng nhỏ mà trên biển vậy á thì mình chưa đi lần nào các bạn. Nó cái cảm giác nó rất là thú vị các bạn ơi. Đó, bãi biển hôm nay thì vài luôn và nó rất đẹp luôn. Thì đi cái đoàn tàu là đó, thì một hồi mình sẽ ra một chiếc tàu như thế này để mình đi bốn đảo và mình ngắm đảo các bạn. Đó. Đây các bạn, đây thì mình đã tới được cái tàu mà để đưa đoàn mình đi ngắm bốn đảo và đi tắm biển câu cá nha các bạn. Thì từ cái bãi biển vô ra tới tàu thì mất cũng khoảng chừng 5 phút các bạn, nhưng mà mình phải dùng thuyền nhỏ để đưa ra tàu như thế này, do thuyền lớn này nó không vô được sâu ở trong cái bến nha. Đó, hiện tại thì mình sẽ cập tàu để mà lên tàu nha. Đó, cái tàu này rất rộng các bạn, rất thích hợp cho đoàn mình đi tham quan. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên tàu và mình sẽ review cái tàu này như thế nào cho bạn xem ha. Thì đây là bé Khang. Đó, bé Khang lần đầu đi biển nè các bạn, được đi tàu luôn nè, được đi xuồng nhỏ luôn mà anh không biết sợ như thế nào luôn các bạn. Nó rất là dạng luôn ha. Và đi cùng mình là có bà xã nè, và cả cái đoàn mình gần 20 người nha các bạn. Đó. Thì cái nhóm đầu 10 người sẽ lên tàu trước, rồi xong thì cái anh chủ tàu sẽ rước những người còn lại nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lên tàu thôi các bạn ơi. Này khỏi nắm. Đó, và đây là khung cảnh xung quanh cái tàu ha, nhìn từ trên tàu xuống nhìn vô bên trong rất đẹp ha. Từ đây vô cái đất liền thì khoảng chừng đi bằng xuồng như thế này khoảng 5 phút các bạn. Thì giờ anh chủ tàu đang vô rước những người còn lại các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ quay xung quanh cái tàu và cái bên trên cái tàu cho các bạn xem ha. Hiện tại mọi người đang lên cabin ở bên trên để mà ngắm cảnh nè, hay là siêu chụp ảnh nha các bạn. Đó, và đây là khung cảnh bên trên, nó nhìn rất đẹp luôn các bạn. Đó. Đây, chủ tàu có thiết kế cho mình một số cái võng để mình nằm, đó, mình tắm nắng hay mình ngắm biển nha các bạn. Đó. Thì hiện tại bây giờ cũng khoảng 7-8 giờ sáng các bạn, thì cái không khí buổi sáng hôm nay rất là yên bình, biển lặng nè các bạn, rất thích hợp để mình đi đi đảo nha các bạn. Đó. Trời thì có nắng nhẹ và hiện tại là chủ tàu đang kéo mỏ neo để mà mình chuẩn bị khởi hành đi bốn đảo, ngắm biển rồi tắm biển nè, thì dùng bữa tắm biển trên tàu nè, rồi mình sẽ lội tắm biển ngắm san hô. Thì hiện tại chuyến tàu mình đang khởi hành các bạn, thì anh chủ tàu nói mất khoảng gần nửa tiếng để mình ra đến bốn đảo và mình ngắm biển câu cá và mình dùng bữa trên tàu, xong mình sẽ đi tắm biển và ngắm lặn ngắm san hô các bạn. Đó.
lên trên biển các bạn, thì cả đoàn mình đã đến cái địa điểm du lịch. Nơi đây thì mình sẽ câu cá nè, tắm biển và dùng bữa trên tàu các bạn. Rồi mình sẽ lặn biển để mà ngắm là mình này. Cầm xuôi thế này và nha anh chị nha. Lấy con cục chì nè, chị quăng nha. Cá cho các khách nè. Đúng không ạ? Anh chị đừng có quay ngang vậy, nó sẽ không chạy cùng dây. Anh chị cứ thả hết cho em. Dạ, cho khi mà nó chìm xuống đáy biển đó. Dạ, dùng dây anh chị mình kéo lên. Cách mặt đáy biển tầm khoảng 2 gang, 3 gang. Lúc đó mình nhấp tới chút lui sẽ có cá anh chị nha. Dạ, đừng câu cao quá mà đừng câu thấp quá chứ đáy biển sẽ không có. Thấy chuyên nghiệp không? Dạ, thấy chuyên nghiệp chưa? Sao mình biết, tao biết. Thầy kia, mình nghe anh cái chuyện cái lá dây dùng anh. Đậu quá, dùng cái đụng dùng dây dùng. Không tin thì anh lặn đi. Đây cả nhà, thì trên tàu du lịch này có thiết kế cho cả đoàn mình một số câu để mình chuẩn bị mình câu các bạn. Thì mồi câu của mình hôm nay là mồi mực nha các bạn. Đó, mình sẽ câu cá biển chứ không phải là câu mực nha. Đó, thì buổi sáng mình câu cá biển nè, không biết câu nhiều hay không. Đó, hy vọng là sẽ có cá cả nhà ơi. Đó, hiện tại bé Khang đang thả câu xuống nè. Đó, thì lần đầu đây là lần đầu bé Khang đi cũng câu cá biển các bạn. Đó. Đó giờ mình thì mình câu cá xong, cá ruộng, cá đìa không ạ? Khang dính đây nè mẹ ơi. Khang dính được con nè. Nè kéo lên, kéo lên, kéo lên. Nè. Wow. Ồ, đã chưa, rồi đi gỡ đi. Bây giờ thì bé Khang đang lại chỗ mà đựng cá để mà gỡ cái chiến lợi phẩm của bé mới vừa câu được bạn. Thì đây cũng có được mấy cô chú câu được mấy con nè. Thì bé Khang nữa là con thứ ba các bạn. Đó, thì mới vừa thả câu xuống thì nó cũng dính nhiều các bạn. Thì đây cô Siêu cũng câu dính được một con nè các bạn ơi. Con này cũng nhìn nó đẹp quá các bạn. Mình nói chung mình cũng không biết cá này cái gì, nhưng mà ở đây thì thấy nhiều loại cá lắm. Cô Trinh cũng câu được một con nữa nè các bạn. Đó, đây cũng được 4-5 con rồi nè. Mọi người câu dính quá trời luôn á. Đó, trong khi mà đợi câu cá thì mình thấy anh chủ tàu đang tiến hành chế biến những cái món hải sản mà có sẵn trên tàu các bạn. Thì một hồi thì những món này mình sẽ nướng mỡ hành các bạn, mình sẽ lai gai ở trên tàu luôn các bạn, dùng bữa luôn. Đó, cái Khang dính nữa nè. Đây là con thứ hai của bé Khang bạn. Thì anh đang háo hức đem lại chỗ để mà anh gỡ cá này các bạn. Đó. Con đừng móc đi ba coi kìa. Sửa lưỡi câu lại hả mấy? Sửa lưỡi câu không? Móc vô. À, dính cá rồi. Ở đây nha, bà lại coi bác nào câu dính cá à. Đó, con cá dính. Trời ơi, xấu rồi. Dính ngay cái vây luôn nha, dính ngay cái vây luôn nha. Quá tới số rồi, quá tới số rồi. Em đã dính đây đi cá được vô phước này. Đây, đây bà xã mình lên cá này các bạn, một con cá bóng muống nha. Nó nhìn đen đen, nhìn rất đẹp. Đó, đây là cá bóng muống nhỏ nha các bạn. Đó, cả nhà ơi, thì lay quay á, cả đoàn mình câu cũng được một số cá nè các bạn. Thì ở đây có nhiều loại cá lắm nè các bạn. Đó, đủ thứ luôn. Gã 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 gã. Trời ơi. Go. Chạy xuống đi, chạy xuống đi. Cá bằng má. Cá gì? Rồi lại gỡ lên đồng chí ơi. Đây lấy cái đũa, lấy đũa, mày nãy có cái đũa, cái đũa, cái đũa, cái đũa. Ăn, để đi, để cái đũa này. Ok. Đó, mà đang câu nè. Cô Siêu câu dính con bự đó kìa. Tới rồi. Trời ơi. Anh câu được con cá to quá. Cá này cá bự nhất nãy giờ luôn đó. Nè, nè, nè. Nè. Cô Siêu, cá này cô Siêu nè, hơi tung tung. Hôm nay có anh kia không câu được ngay sống lưng mới ghê chứ. Ngồi móc ra được cưng. Cái nào?
một hồi câu ở cái nhà thì đây là mớ cá mà cái đoàn mình câu được á, thì mình sẽ nhờ anh chủ tàu chế biến những con cá này để mình dùng bữa ngay trên tàu luôn các bạn. Đó, trong khi mà đợi anh chủ tàu chế biến á thì cái đoàn mình sẽ tiến hành đi tắm biển các bạn, thì mình lặn biển ngắm san hô. Đây bé đang chuẩn bị mặc áo phao vô các bạn, thì cả đoàn khi mà tắm biển đều phải mặc áo phao hết như cả nhà. Đó, thì do trên biển á mình quay không được nên mình sẽ không quay cái khúc tắm biển cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, sau một hồi tắm biển xong thì cả đoàn mình sẽ tiến hành dùng bữa trưa ở trên đây các bạn. Và đây là những cái món bữa trưa của mình, đó toàn là những cái đồ hải sản tươi sống trên biển luôn các bạn. Đó, mực nè, cá, tôm, đó toàn là những cái món đồ ăn biển mà. Và đặc biệt cái món này là món cái này chiến lợi phẩm của cả đoàn mình câu cá được nè các bạn. Đó thì chế biến ngay trên tàu để mang luôn các bạn. Đó thì mình sẽ lai rai những cái món này cùng những cái món hải sản mà ở trên tàu có sẵn. Nói chung là cũng rất vui và rất thú vị, đặc biệt là những cái món hải sản này rất là ngon, rất là tươi sống luôn cả nhà ơi, thật là thích luôn á. Đây, mời cả nhà cùng dùng bữa với cả đoàn mình nha. Đây, nướng mỡ hành nha, nhìn hấp dẫn quá đi, ốc luộc nè. Ý là cái này, hồi nãy mày câu dùm con đen, cho mẹ con đen. Nãy câu được mấy con, giờ ăn dữ ạ. Rồi thì chắc mình cũng xin phép dừng video ở đây. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video ha. Hẹn gặp lại cả nhà. Sao được có 3 con à, bye bye cả nhà.